chôn của vào chỗ đó không mất, quý vị chôn ở trên đất cũng có thể bị mất, quý vị chôn trong hầm hố thì cũng bị kẻ trộm nó rình rập. Nhưng quý vị chôn vào những cái điểm này, chôn là nơi cha mẹ nuôi dưỡng cha mẹ, chôn cho những cái vị có giới hạnh, chôn cho nơi cái gì quý thầy quý sư, nơi đó các vị đấy giữ gìn cho quý vị, giữ gìn cho quý vị không bao giờ mất, và không có trộm nào có thể trộm được, không có một người nào có thể tước đoạt được. Khi quý vị tạo động cái phước rồi thì không ai mà tước đoạt được, mà quý vị sẽ là người nhận được cái phước đó. Và chúng tôi thuật cho quý vị một cái câu chuyện của ông Cấp Cô Độc. Cấp Cô Độc là một cái vị trưởng giả, là đại đệ tử của Đức Phật, người tối thắng về cái hạnh bố thí. Thì khi mà ông bố thí nhiều quá, đến lúc mà lúc nào đó thì cái tài sản ông bị khan kiệt, cạn kiệt lại, ông trở nên nghèo. Nhưng mà ông vẫn cứ ôm ấp cái tâm niệm bố thí, bởi vì cái hạnh của ông là cái hạnh bố thí mà, cho nên nghĩ ảnh ông cái rồi bố thí như vậy. Thì bây giờ ở cái ngạch cửa thứ tư, ông Cấp Cô Độc này ông có một cái căn nhà gồm có 7 tầng. Thì trong cái tầng thứ tư đó, ở ngạch cửa thứ tư đó, có một cô thiên nữ nằm ở đó. Và cô thiên nữ là rất bực mình, bởi vì khi mà ông thỉnh Đức Phật với chư Tăng lên đó, thì cô thiên nữ này phải đi xuống, nó không thể ngồi cao hơn cái Đức Phật với chư Tăng được, chư Tăng là cái bậc thánh không à. Cho nên ông Cấp Cô Độc cũng vừa thực đến cái Đức Phật, rồi cái cô thiên nữ này đó là phải ở dưới thấp xuống, là chịu không nổi, ông cứ bà này rất là khó chịu. Cho nên khi mà ông bị sa sút rồi đó, sa sút tài sản bị khánh kiệt rồi, thì cô thiên nữ này mới hiện ra, mới nói là này ông Cấp Cô Độc, này trưởng giả, ông thấy chưa, ông cứ bố thí đi, riết là tài sản mà hết mất rồi không còn nha, giờ ông đừng có bố thí nữa. Thì ông Cấp Cô Độc mới hỏi chứ cô là ai vậy? Nói tôi là cái cô thiên nữ ở dưới ngạch cửa của ông đó. Vậy thì con hãy đi đi, người như con không có thể nào mà bảo ta phải từ bỏ cái hạnh bố thí được. Có ông hãy cô hãy đi đi. Mà nhớ vị thánh mà đuổi đi thì không có ai mà chịu đựng nổi hết. Cô này phải ra đi mà lại mang đứa con đi. Trước đây sống ở chỗ đó được tốt đẹp rồi, không chịu nói bậy một cái bị đuổi đi. Bữa đi mà không về được mới là tới trình với Tứ Đại Vương. Tứ Đại Vương là cái vị thần có bốn mặt đó, nói là tôi bị vậy đó, nhờ ông tới giúp, nói ông Cấp Cô Độc giùm tôi cho tôi trở lại chỗ cũ đi, chứ ẩm còn đi lang thang thì chịu không nổi, vất vả lắm. Tứ Đại Vương nói chuyện ngươi làm ta cũng không dám nói được, ông đó đó, ông thánh đó, nói ta không dám nói được. Bây giờ ngươi muốn ấy thì qua mai tới gặp vua trời Tế Thích đi. Vua trời Tế Thích tức là ở đây mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, thì nói tới ông đó có thể ông đó xin giùm cho ngươi được nha bạn. Thì con này mới ẩm con nói xin Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế mới nói tức là vua trời Tế Thích á, vua trời Tế Thích nói cho ngươi, người ta đang làm việc thiện mà ngươi cản đi như vậy thì cái ngươi là cái lỗi rất lớn, người ta cũng không thể nào cản được nữa. Bây giờ ngươi phải chuộc lỗi đi, ngươi phải chuộc lỗi, ngươi lại người ta mới có nói giúp cho ngươi được. Nghe vậy cái cô tiên nữ đi, con phải chuộc lỗi thì sao, 10 ngày dạy con. Vua trời Tế Thích mới nói rằng là ông Cấp Cô Độc đó, ông có một cái tài sản do tổ tiên ông chôn lại, nó có cái tài sản nó khoảng 180 triệu tiền vàng, nhưng mà do phước ổng bị suy sụp cho nên cái chỗ chôn tài sản bị nước cuốn trôi đi, nó dời chỗ rồi ông tìm nó không thấy. Bây giờ ngươi dùng cái thần lực của ngươi, ngươi đem 180 triệu tiền vàng đó bỏ vô kho cho ông, là một. Thứ hai là ông Cấp Cô Độc là cái người rất là phóng khoáng, rất là rộng lượng, ông cho người tay vay 180 triệu tiền vàng, nhưng mà ông không bao giờ tới đòi hết á. Bây giờ ông sa sút, ông sa sút như vậy mà ông cũng không tới người khác ông đòi, đúng rồi. Vậy thì ngươi hãy hóa thân ra một cái người thư ký của ông, đi tới những cái người con nợ của ông Cấp Cô Độc đó mà lấy lại số tiền đó bỏ vào kho. Và ở cái đại dương này có những chiếc tàu, và nó để chìm tàu đó, nó chôn giấu một cái tài sản được khoảng 180 triệu tiền vàng. Thì ông ngươi hãy đi tới dùng thần lực của mình mang 180 triệu tiền vàng đó
đi tới bỏ vào kho của ông. Làm xong công tác này, nếu như xem ngươi chuộc lỗi thì ta mới xin cho ông cấp cô độc được, để cho ngươi trở về vị trí cũ, à, đó là chỗ ở cũ như vậy. Thì với thần lực của vị thiên nữ mà, nè ông cô thiên nữ này làm như vậy, thì đột nhiên là ông cấp cô độc giàu có trở lại, nghe không bạn? Và đem cái cô thiên nữ này tới đỉnh lễ Tứ Di Đồ. Tứ Di Đồ thuyết thời pháp thì cô thiên nữ này chứng đắc đạo quả. Tức là cái công bỏ ra cũng là bố thí. Cái công bỏ ra để mà làm những cái việc này đó là cũng là bố thí. Nhưng mà đánh đổi lại sự bố thí đó là cái đạo quả. Và cô thiên nữ này không bị rớt xuống bốn khổ cảnh, không bị rơi xuống địa ngục, không bị làm súc sanh, không bị làm ma đói, không bị làm những thần quỷ. Nó là một tốt đẹp như vậy. Thì ông giàu có ra là, thì bây giờ ông Bà La Môn, một Bà La Môn kế bên nhà đó mới nhìn thấy ông